biết không? Hát thấu nha, hát thấu luôn đi. Ở sao những giấc mơ đẹp biệt cũng vẫn nhàn nhớ đi, là phải nhìn ta nằm đây với bao thân vọng chừng chừng. Dẫu nơi bi ai mà người là nơi quá khứ tương lai, phải chẳng muốn trốn trở về thực tế bây giờ đã chết, mà ngồi bên gã trẻ này tôi thấy tôi còn xứng trang. Mừng thầm tôi không đến qua bờ vai thầm hận ngập tràn. Gã nói sao quên nỗi nhìn ngày đêm gã ngâm tên, để rồi cất bước theo kẻ tu lách ở nơi màu ban ngả bào tầng sáng nay cứ đau đau. Tối hôm qua mộng du nghe tiếng ai oan ơi mà hồ như tiếng mắt xe trời chung, đến đơn thân người ta sống đau hơn phù du. Trên chân trong ném nhăn vào người đều miếng cơm nuôi hận thù. Tiếp nha. Tôi biết. Tha thứ cho người ta vẫn dễ hơn tha thứ cho mình. Ngàn phần xót chẳng vạn phần tiếc, chẳng khiến người chết em hồi sinh. Chuyện nghi ngờ như ngày mai chưa hết nửa đời, chỉ thấy thêm đau mà thôi. Như con thú giờ vô nghĩa khi không còn mồi, gã lang thang từ ngày tìm tôi mới biết bè bạn. Bởi vì tôi biết kẻ thù gã chết bao năm nay rồi, lại một lần sáng nay kêu đầu đau. Tối hôm qua mộng du nghe tiếng ai oan ai mà hồ như tiếng mắt xìa trời chung, đến đơn thân người ta sống đã hương phù du. Trên chân trong nếp nhăn mỗi ngày đều miếng câu đôi hận thù. Nếu nỗi đau này đã chết sau này, gã biết ông mày với ai, vì đã sống qua ngày bên mỗi hoa này tới quê qua đây. Cha hết thú kẹt thú ơi là thế đấy, là một ly rượu ngon rót bao nhiêu không kịp lấy. Dẫu nỗi bi ai mà người lại nơi quá khứ tương lai, ngân mặt lên thấy kẻ thù nó đứng trong gương đây này, lại một lần sáng nay kêu đầu đau. Tối hôm qua mộng du nghe tiếng ai oan ai mà hồ như tiếng nó xiết trời chung, đến đơn thân người ta sống ta hương phù du. Trên chân trong nếp nhăn bao ngày đều miễn cơm đôi hận thù. Nói chung là giọng tốt đấy, chứ không phải là giọng tốt đâu nha. À, có giọng. Em tên gì? Em Bảo. Bảo hả? Bảo dạ. Xin... Em sinh năm 2000. 2000. Em 20 tuổi. 2000, ok. Rồi, Bảo. Thì cái vấn đề á, thì giọng của Bảo là giọng tốt. Nó nói về chuyên môn, về thanh nhạc luôn á nha. Chứ không phải chỉ đơn thuần gọi là nó là bình thường bên ngoài. Đó, mình tính về số điểm là số điểm về thanh nhạc nha. À, mình không có tính về số điểm kiểu bình dân chọn 4 bên ngoài ha. Ok. Đó, về thanh nhạc á thì cái phần hơi thở của Bảo là tốt, là thì hơi thở của mình nó sử dụng được 50%, cái khả năng, cái cách dùng hơi của mình được 50% là tốt rồi đó, chứ không phải tốt đâu về chuyên môn thanh nhạc ha. âm thanh của mình á, về cái âm thanh của mình nó đầy đặn á, thì mình cũng sử dụng được 50%. Vị trí âm thanh thì nó cũng sử dụng được 50%, nó vẫn còn lỗi ở những cái nốt cao của mình, nó chưa tới lắm, nó bị gướng gán lên đó. Nên nhưng mà vị trí âm thanh khá tốt đấy, thì vẫn sử dụng được tầm khoảng 50% dao động ha. Bởi thì đó, bởi vì những cái vấn đề trên đây mình sử dụng chỉ 50% thôi, và cái rõ chữ của mình nó cũng không rõ lắm, bởi vì hơi mình thiếu à. Âm thanh mình cũng thiếu, vị trí âm thanh thiếu, đâm ra cái chữ nó cũng thiếu, nó bị hạn chế bởi những cái kỹ thuật feature. Và cuối cùng là hết cái đống ở trên này nó hạn chế, đâm ra cảm xúc của mình nó cũng không được giải bày hết. Nó giống như mình muốn lên lắm mà mình lên không được, không có kỹ năng thanh nhạc nó hỗ trợ. Ví dụ như mình muốn đạt được cái nốt nó căng như thế này nhưng mà không đủ hơi để căng, tới lúc đó quên lấy hơi, ví dụ vậy à, Bảo đúng không? Bảo 2K đúng không? Rồi đó, thì bây giờ là về giọng hát là ok đấy ha, về khá chút có chất và tiến bộ thì mình sẽ tiến bộ nhanh, nhưng mà phải, nếu mà tập luyện á là phải nỗ lực theo từng bước, từng giai đoạn. Đầu tiên là phải làm tốt cái phần hơi. Đấy, tại sao có hơi mới hát được? Không có hơi là chết luôn chứ đừng có nói hơi. Đúng không? Làm tốt cái phần hơi, hơi nó đầy, giống như là em muốn đi từ điểm A đến điểm B mà đang đi giữa đường hết hơi, đang đi giữa đường hết xăng thì mọi thứ là coi như xong đòn. Cái đó là quan trọng nhất rồi. Bây giờ cái hơi của mình là mình ví dụ nó đầy đi, không 100% đi, tới điểm là ok, dư sức tới rồi đó à, nhưng mà âm thanh của mình thì chưa có đầy đặn, chưa có rõ ràng, nên giống như là đang đi dọc đường thì bởi bánh xe, cái bánh xe của mình nó kìa, nó cũng ảnh hưởng lắm đúng không? Xe nó yếu cái đề, yếu này, nên lúc mình làm nó cũng sẽ ảnh hưởng trên cái chặng đường mình đi, nhiều khi nó lại hụt hơi đấy à. Đúng không? Tại vì mình xăng thì đủ rồi đấy, nhưng mà bởi anh sang cái làm hao xăng giữa đường à. Ví dụ như cái âm thanh của mình nó không đầy, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái hơi của mình, khi phát ra nó bị tốn quá nhiều hơi để đạt được cái âm thanh à, đúng không? Đó, cái vị trí âm thanh cũng vậy, nó cũng giống như cái âm thanh ở đây, nó là một cái động cơ khác trên cái chặng đường đi tới điểm P. Ở vị trí âm thanh nó không đủ, ví dụ như mình đã chuẩn bị hành trang mình đi tới điểm kia rồi, nhưng mà mình quên đem cái vị trí âm thanh theo, hay là mình thiếu cái vị trí âm thanh, cái không đạt được cái độ cao mong muốn à, mà mình quên xác định đó, cái bắt đầu mình phải dùng sức mình vớ, tới những cái là mình không xác định nó trước, mình với theo mình sẽ bị hụt. Đúng rồi, hụt vị trí âm thanh, đâm ra nó bị phô cao độ, không tới. Ví dụ mình đó, nhiều khi mình quên xác định vị trí âm thanh cái nốt đó, cái mình quên lấy hơi đó, lúc đó phải dùng 50% hơi, mình quên lấy hơi, mình còn có 30% mà không đủ, bắt đầu mình gướng lên cái, mà mỗi lần gướng như vậy là phụ tùng nó bị hư. Nó hư lại à, từ những vấn đề ở trên đây đâm ra là cái phần rõ chữ của mình nó sẽ không rõ, bởi vì nó thiếu hơi, nó thiếu âm thanh, nó thiếu vị trí, nên lo tập trung vô hát làm sao cho đúng được cái cao độ, đúng được cái nốt đó thôi là mừng quá trình mừng rồi, đâu có ai lo chuyện rõ chữ nữa. Mình nhả không đúng chữ, tại vì mình lo hát đúng được cái cao độ hay đúng được cái nhịp phách bài đó thôi là mừng quá trời, quên mất tiêu, nãy giờ hát không chú cái chữ gì hết à, chữ nó khô gheo à, nó không có đẹp à. Thứ hai à, quên mất tiêu, lo mấy phần trên đây quên mất tiêu, phải phiêu hát, phải phiêu như thế nào, uống một chén rồi sáng ra uống thì phải làm sao hát giống như là mình đang uống rượu thiệt vậy đó, cảm giác mà nghe cây nồng cái miệng luôn đó. Phải uống thử, uống thiệt, phải cảm xúc, lo mấy phần trên đây quên cái này. Thấy không? Xuất phát điểm cực kỳ quan trọng, không có cái này là coi như tan nát hết cái phần dưới này, đúng không? Phải đi theo đúng, đi sai, hạn chế vô, chưa gì hết vô tập mixvoice. Hơi đâu mà tập mixvoice, đúng không? Hơi đâu. Ok. Đó, thì để mà đầu tiên mình đi từng bước, cái gì cũng vậy. muốn xây nhà cao là phải xây từ cái móng, không ai đừng nên xây cái đầu chứ nó sập cái nhà, đúng không? Thì phải tập cái hơi thở chứ, đúng rồi. Hơi thở, giờ mình tập hơi thở làm sao vô cái yếu tố hơi thở. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.